Chào các em học sinh lớp 7. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu điểm 10 cực 2. Chứng minh rằng 3 chia cho 1 bình phương nhân 2 bình phương cộng 5 chia 2 bình phương nhân 3 bình phương cộng 7 chia 3 bình phương nhân 4 bình phương cộng cho chấm 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 cộng cho 19 chia cho 9 bình phương nhân 10 bình phương nhỏ hơn 1. Trước tiên chúng ta chuyển các số bình phương về số bình thường. Thì ta có nè. Ta có 3 phần 1 bình phương nhân 2 bình phương cộng cho 5 phần 2 bình phương nhân 3 bình phương cộng cho 7 phần 3 bình phương nhân 4 bình phương cộng cho chấm 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 cộng cho 19 phần 9 bình phương nhân 10 bình phương thì bằng 3 này. 1 bình phương bằng 1, 2 bình phương bằng 4, 1 nhân 4 cộng cho 5 phần 2 bình phương bằng 4, 3 bình phương bằng 9, 4 nhân 9 cộng cho 7 phần 3 bình phương bằng 9, 4 bình phương bằng 16 cộng cho chấm 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 cộng cho 19 phần 9 bình phương bằng 81, 10 bình phương bằng 100. Rồi tới đây để ý một tí nè. 3 nè, 3 phần 1 nhân 4 thì bằng mấy? Bằng 1 trừ 1 phần 4. Quy đồng đúng chưa nè, 1 nhân 4 là 4 trừ 1 còn 3, đúng chưa? Đó. Rồi 5 phần 4 nhân 9 mấy đây? Là bằng 1 phần 4 trừ cho 1 phần 5, trừ 1 phần 4 trừ 1 phần 9. Đúng chưa? Quy đồng nè, 9 nè, trừ 4 còn 5, đúng không? 5 chia 4 phần 9. 4 nhân 9. Rồi tương tự mình có là 7 phần 9 nhân 16 thì bằng là mấy đây? 7 phần 9 nhân 16 thì bằng 1 phần mấy? 1 phần 9 trừ cho 1 phần 16. Đó, kiểm tra thôi. Rồi cuối cùng là gì? 19 phần 81 nhân cho 100 thì nó bằng 1 phần 81 trừ cho 1 phần 100. Mình thấy không? Cộng là mất thấy chưa? Trừ 1 phần 4 nè, 1 phần 4 mất nè. Trừ 1 phần 9, 1 phần 9 mất thấy chưa? Tương tự chỗ này sẽ mất với ai? Trừ 1 phần 16 mất với 1 phần 16 nè. Và đây mất luôn gì? Mất luôn có 1 phần 81 luôn. Còn lại là số 1 và trừ 1 phần 100. À. Nó bằng 1 trừ cho 1 phần 4. Chỗ này là 3 chia 1 nhân 4 là bằng 1 trừ 1 phần 4. Chỗ này sẽ bằng là 1 phần 4 trừ 1 phần 9. Chỗ này là 1 phần 9 trừ 1 phần 16. Chỗ này là bao nhiêu đây? Chấm 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 nè. 1 phần 81 trừ cho 1 phần 100. Vậy thì nó bằng là còn là số 1 với số trừ 1 phần 100 thôi. Bằng 1 trừ cho 1 phần 100. 1 mà trừ cái này là 1 phần 100 là nhỏ hơn 1 rồi. Do đó thì 1 trừ cho một số nhỏ hơn 1 chắc chắn là nhỏ hơn 1 rồi. Nhớ chưa? 1 phần 100 là bé hơn 1 rồi. Vậy 1 trừ 1 phần 100 là nhỏ hơn 1. Vậy 3 chia cho 1 bình phương nhân 2 bình phương cộng cho 5 chia 2 bình phương nhân 3 bình phương cộng cho 7 chia cho 3 bình phương nhân 4 bình phương cộng chấm 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 cộng cho 19 chia cho 9 bình phương nhân 10 bình phương luôn bé hơn 1. Điều phải chứng minh. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.